Thường là hình mẫu lý tưởng của rất là nhiều cô gái. Nhưng mà có lẽ là bọn anh với chữa cạnh nhau lâu quá, tới bây giờ là 10 năm rồi, nên là cái tình cảm đó có lẽ là nó đã trở thành một cái tình bạn, một cái tình tri kỷ. Mà có lẽ từ bây giờ đến cái chặng cuối của cuộc đời, chúng tôi sẽ không bao giờ thiếu nhau. Còn về tình yêu thì cái này mình sẽ không nói trước được điều gì cả. Cái gì nó đến thì mình sẽ đến thôi. Ngày hôm nay thì không thể chỉ có một mình Bảo Anh được, phải có cái sự hỗ trợ rất là nhiều từ những người thân, những người cộng sự. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Thanh Mai Trúc Mã của mình đã là bạn với Bảo Anh, đã đi cùng với